Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngoài trời cho mọi người outdoor. Thì cái video clip ngày hôm nay có nội dung đó là một ngày thử thách làm nhân viên bán hàng. Vì cái video clip mà một ngày làm nhân viên bán hàng cho shop đợt trước của mình được khá nhiều bạn yêu thích đó, nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm tiếp cái video clip này, nhưng mà với một cái tình huống đặc biệt hơn. Đó là mình sẽ làm nhân viên bán hàng cho shop bán quần áo, nhưng sẽ ở trong khuôn viên hội chợ. Và để xem là nhân viên bán hàng cho shop trong hội chợ sẽ khác như thế nào khi mà bán giữa hội chợ với lại bán ở store bình thường. Thì mình nghĩ là nhiều cái phải nhớ nhanh hơn, bởi vì đây là một cái công việc mà thường là mình sẽ thấy là các brand, các local brand thường là sẽ thuê các bạn sinh viên làm part time 3 ngày thôi. Thường là hội chợ sẽ diễn ra 2 hoặc 3 ngày. Thì hôm nay mình đang ở hội chợ The New District, đây một trong những hội chợ lớn của local brand tại Sài Gòn. Thì đợt này á, là The New District tổ chức trong 3 ngày, ngày 2, 3, 4 của tháng 10. Và hôm nay mình đang có mặt là ngày 2, thì là ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày hội chợ luôn. Và shop mà hôm nay mình sẽ bán đó chính là Uncover. Nếu mà các bạn coi MTV nhiều chắc các bạn cũng biết Uncover đúng không nè. Thì Uncover là một trong những local brand trẻ nhưng mà được khá nhiều bạn nhỏ yêu thích, bởi vì cái hình tượng màu sắc và nhất là bé CCB cực dễ thương. Thì CCB, ok, CCB cực dễ thương. Mình có liên hệ trước là sẽ đến để được làm nhân viên một ngày, thì Biên có ok và gửi cho mình một cái áo để bán. Thì các brand bán ở hội chợ sẽ có hai dạng. Một đó là sẽ thuê các bạn ở ngoài, tại vì nhân viên thường trực của shop sẽ bán tại store. Còn Uncover sẽ có một dàn staff hùng hậu, cho nên là các bạn staff bình thường của Uncover sẽ vào bán ở hội chợ luôn. Và hôm nay mình sẽ support các bạn ấy. Yay! Mình đã gọi được bạn Vi ra rồi đây. Thì đây chào là mọi người, mình là Lan Vi, là quản lý của Uncover Official. Thì cho chị hỏi nha, trước khi mà chị hỏi về cái vấn đề là bán như thế nào, thì cho chị hỏi là giữa bán đồ ở hội chợ so với bán đồ trong store thì nó khác như thế nào, và nó khó không? Nó khó hơn. Có, bán đồ ở hội chợ khó lắm chị. Tức là tại vì là mặt tiền bây giờ là được mình được ba phía là mình phải phân staff ra cho ba phía, mà chị biết mà hội chợ đông á, xong rồi nó hay có những trường hợp phức tạp. Tức là khách thì sẽ phải chen nhau, thì bọn em thường nếu mà trong trường hợp đông quá bọn em phải xếp hàng cho các bạn ở ngoài, xong rồi bọn em nói staff dẫn các bạn vào trong thì sẽ mua lần lượt. Còn ví dụ mà đông trong cái trường hợp mà không kiểm soát được, tức là đột ngột vắng xong rồi cái đột ngột ào vô, thì bọn em cũng phải tự biết là khách này mua cái này bao nhiêu cái, rồi thanh toán hay chưa này, cái các thứ. Nói chung là phức tạp hơn shop nhiều. Shop là còn có camera chứ ở đây mình đâu có đâu. Ok, nghe là thấy áp lực đó mọi người. Trời. Không, nhưng mà tại vì mình đông cho nên dễ lắm chị, yên tâm. Ok. Hôm nay bên mình là bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu bạn staff? Khoảng 5-6 người gì đó. Wow, hùng hậu quá mọi người. Đấy, chị chưa tính chị luôn đó. Thôi chị là coi như là không tính gì. Thôi chị là người học việc. Thí dụ em có thể nói tóm tắt về cái việc cần phải làm của một nhân viên bán trong hội chợ. Thì em không biết các shop khác sao, nhưng mà nếu mà là Uncover thì bọn em sẽ đưa cái phần tiền mặt cho các bạn nam giữ, là bạn với các bạn sẽ là những người chủ chốt và giữ tiền cho shop. Các bạn nữ bọn em sẽ là người tư vấn. Giống như là bọn em sẽ gặp khách và em hỏi là các bạn tìm sản phẩm gì, bọn em sẽ là người lấy đúng số sản phẩm đó, sau đó là xác nhận là bạn khách đã gửi đúng số tiền rồi bọn em mới đưa hàng. Ok, thì tôi nghĩ là tôi đảm nhận được cái vị trí mà đúng với cái giới tính trên chứng minh thư của tôi rồi đó. Tư vấn à em? Tại vì chị cũng nghĩ là chị không nên giữ tiền, đầu óc chị hay quên lắm. Chị đã từng làm những cái clip mà giống như là một ngày làm nhân viên rồi, nên là chị cũng sợ hãi cái việc là tại vì chị biết cái đầu óc của chị nó cáo vàng như thế nào, nên là chị nghĩ là chị hợp với cái việc đấy. Thì tí nữa chị em mình vô trong sẽ em sẽ chỉ cho chị hơn về cái kiểu về các cách mà tư vấn khách hàng và cũng như sản phẩm nào. Thì tư vấn thì nó cũng chưa chắc đâu, tại vì ở store mình còn tư vấn được chứ trong này là khách mua tiện thể luôn. Thì chị muốn hỏi là hôm nay Uncover sẽ bán những sản phẩm nào và có những sản phẩm nào đặc biệt có bán trong hôm nay? Thì hôm nay là mừng The New trở lại sau một năm hay nửa năm, nói chung là mừng The New trở lại sau một thời gian rất là dài, thì bọn em sell up to 20%. Thì nói chung là nghe thì không có vẻ không nhiều, nhưng mà thật ra thì kể chi tiết ra thì sẽ thấy là tại vì cũng lâu lâu bọn em mới sell một lần. Bọn em sell cả sản phẩm cũ lẫn sản phẩm mới luôn. Thì sản phẩm đặc biệt nhất hôm nay chính là cái mà tụi mình đang mặc. Thì basic đúng không? Ok, thì chị sẽ ráng làm thật tốt cái nhiệm vụ nhân viên ngày hôm nay. Ok, thì hôm nay sẽ bán áo này. Có best seller không nhỉ? Best seller là hoodie.
Nói chung là mùa này thì mặc hoodie ở đây hơi nóng, nhưng mà bọn em đang kiểu hướng tới là cái mùa du lịch cuối năm. Du lịch trong nước cuối năm là hay Đà Lạt, tới Sapa này kia, hướng miền Bắc này kia, thì mặc hoodie sẽ rất là ok. Thật ra chị thấy là mùa này bắt đầu mua hoodie là ổn rồi. Kiểu mưa mình cũng hay có hoodie này, có áo khoác đen và màu kem này, và có các loại quần nữa. Ok, thì số gian của mình là bao nhiêu nhỉ? D6. D6 đúng không? D6. Là chỉ cần đi từ cổng hội chợ đi vô thẳng là sẽ thấy. Từ cổng đi thẳng vô nhìn bên tay phải là sẽ thấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bên trong thôi. Mới mà có một cái kiểu mà một cái accident xảy ra mà thường thấy ở hội chợ luôn. Mà mình nghe được mấy bạn nói là cái chuyện này rất là thường thấy ở hội chợ. Có một vài shop rất là hot, giống như là Uncover vậy á, là có rất là nhiều bạn muốn mua được hàng trước tiên á, nên là lẻn vào trước khi mà hội chợ mở ra. Nên là thiệt ra là cũng không phải là lẻn vào nữa, mà đúng hơn á là kiểu không biết á, là muốn mua sớm quá nên là kiểu đi vào thôi. Tự nhiên đi vào thì người ta cũng không biết. Thì lúc bây giờ hiện tại á, là vẫn chưa đến giờ hội chợ thật sự mở cửa. Thời giờ này á, các shop vẫn đang là kiểu set up gian hàng nên là chưa được bán. Thì các bạn nó đã vô mua rồi nên là Uncover phải kiểu mời một cách lịch sự mấy bạn nó ra. Sao mà tí nữa phải bán tiếp. Mấy bạn này thì kiểu có kinh nghiệm hết rồi nên là rất là lịch sự mời ra, còn mình thì kiểu lúc đó là mình bị chích đứng. Ủa là sao ta? Là sao ta được bán chưa? Mình không biết làm gì hết, mình chỉ đứng mở mở bao thôi đó. Căng thẳng mọi người. Giật mình. Hôm nay thì sẽ có chương trình là khi bạn nào mua từ 2 sản phẩm trở lên là được tặng một bộ sticker. Và đối với 100 bạn đầu tiên thì bọn em có 100 cái móc chìa khóa hình trái cây. Đây là một bộ trái cây, xin đi trái cây.
mệt quá. Tôi xin Vi ra ngoài cho tôi nghỉ chút. Tính trốn rồi nhưng mà lương tâm cắn rứt nên là xin Vi nghỉ chút. Thì nãy giờ Vi với lại mấy bạn bên Vancouver cũng kiểu quan tâm nói tôi là thôi chị thấy mệt thì chị ra đi, mà tôi ham bán mọi người, kiểu mà tôi sống hết mình vì công việc á. Là không, nhưng mà thiệt ra là hôm nay cũng vui thiệt sự luôn, là cái trải nghiệm mà bán đồ ở hội chợ á, tuy là nó cực thật, ý là bình thường nè tôi trải nghiệm bán đồ ở store thì nó sẽ khó ở cái phần là phải nhớ từng sản phẩm, rồi phải xếp đồ, rồi phải giữ cái phong thái ở store. Thì nhưng mà ở store thì nó được cái là khách vô á vẫn từ tốn, còn ở đây là khách vô nườm nượp luôn. Cái lúc mà hả mới đầu mới The New mới mở cửa lại khách ùa vô Uncover hả, kiểu mà tôi bị ngợp luôn á, xong rồi tôi quên mất là mình quay clip luôn, cứ mà bỏ hàng á, mà bỏ đến độ mà đam mê luôn á mọi người, bỏ hàng đam mê luôn á. Tôi nãy giờ mắc sai sót rất là nhiều, cứ phải kiểu là đang bán cho người này cái lại quên mất tiêu bán cho người này, xong rồi lại bán cho người kia, xong rồi kia người này lại đợi kiểu vậy á. Hồi thấy có lỗi lắm luôn, mà hên là không có gọi là mắc một cái sai lầm nào quá lớn ảnh hưởng tới shop. Đúng như mình dự đoán là hôm nay khách đông thật, mặc dù chỉ là thứ sáu là ngày đầu tiên của The New thôi. Thường á là The New sẽ đông khách vào ngày thứ bảy và chủ nhật, tại vì hai ngày đó là ngày hai ngày nghỉ, nhưng mà không ngờ là ngày thứ sáu, mới ngày thứ sáu ngày còn trong tuần như thế mà đã có rất là nhiều bạn tới đây để mua đồ của Uncover. Và hiện tại luôn, lúc mà mình ra được tới đây nè, gần như là sạch hàng luôn mọi người. Mà mọi người tưởng tượng đi, trong ngày đầu mà gần như sạch hàng như thế nào rồi, thật là đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt luôn, đặc trưng của Uncover là sắc màu, các bạn thấy không, ngay cả hình con CCB, một cái hình tượng của shop, một cái con linh vật nhưng mà rất là dễ thương, mặc dù là nó là một con gấu có cái sừng đi, nó không giống những con gấu khác nhưng mà nó vẫn mang những cái màu sắc tươi mới đến cho sản phẩm của họ. Thì mình thấy là cái đây là giống như là thông điệp của Uncover vậy, không biết phải không. Uncover có thể confirm bên dưới cho mình nha. Nhưng mà nói chung là mình cảm giác như vậy. Và quần áo của Uncover thì luôn có một sắc màu trẻ trung, nên là rất hợp với những bạn tuổi teen. Nên là các bạn cũng thấy là nãy giờ là khách là toàn các bạn tuổi teen là nhiều á, đúng không? Còn mình còn bán được cho các phụ huynh nữa nè, các cô chú tới mua đồ cho con, dễ thương lắm. Nói chung là hôm nay rất là vất vả nhưng cũng rất là vui, kiểu đồ vào liên tục, những cái bao bự vậy nè, và các bạn xách vô cũng rất là kiểu không có cảm thấy là các bạn mệt mỏi gì á. Nói chung là staff ai cũng tràn đầy năng lượng hết, mặc dù là mình không có làm nghề này nhưng mà mình thấy vậy mình cũng muốn học tập nữa, kiểu là dù là mình chỉ là công việc là nhân viên bán hàng thôi nhưng mà rất là có tâm với nghề. Ngoài ra thì Uncover còn có các store nữa, thì các bạn có thể lên Instagram của Uncover, mình sẽ để link của Uncover ở ngay bên dưới phần mô tả để các bạn có thể vào Instagram của Uncover để xem thêm thông tin về shop ha, và cũng như là tất cả các mặt hàng của shop. Thì bây giờ kết thúc video clip tại đây, cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Các bạn có cảm nghĩ gì về video clip này cũng như là content này thì có thể để lại phần bình luận bên dưới cho mình đọc nha. Nhớ khen mình nhiều để shop người ta kiểu thương mình hơn. Ok. Và đừng quên là like, share, subscribe MeTV cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mà mỗi khi MeTV ra clip mới nhé. Mình còn có một Instagram là metv.melodygiang, follow mình để có thể biết thêm nhiều những cái shop khác cũng như là hình ảnh của mình update mỗi ngày trên Instagram này. Và một channel nữa về cuộc sống của mình và những cái content giải trí khác là Mailstream. Ok, chỉ cần vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Sayonara, bây giờ thì đi về thôi. Hiếu, lên xe, chở chị về.